Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đến với video tiếp theo của Vietnam Sports. Ngày hôm qua, ban trọng tài VFF đã quyết định gạch tên trọng tài Ngô Duy Lân khỏi danh sách làm nhiệm vụ ở vòng 19 V-League 2022. Mặc dù án phạt cụ thể không được công bố, song người trong nghề đều tự hiểu với nhau. Ban trọng tài VFF thường phân lịch công tác cho trọng tài trong 2 vòng liên tiếp, song sẽ có sự điều chỉnh nếu trọng tài và trợ lý trọng tài bị kỷ luật. Trường hợp của ông Lân chính là như vậy. Điều đáng nói rằng đây là lần thứ 2 vị vua áo đen này bị phạt. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng với trình độ hạn chế của trọng tài Việt Nam, dính án phạt là chuyện nhiều như cơm bữa. Song nếu biết ông Lân là trọng tài duy nhất tại Việt Nam hiện tại có chứng chỉ cao cấp E-Line của FIFA, chúng ta sẽ cảm thấy rất buồn. Ngay cả những người được xem là tinh hoa trong giới trọng tài còn sai lầm liên tục thế này, thì những người còn lại sẽ ra sao? Hôm nay hãy cùng Vietnam Sport tìm hiểu chủ đề hot này. Đừng quên để lại một nút like và bấm subscribe kênh YouTube của chúng tôi. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Hôm 8 tháng 10, Sài Gòn FC và Thanh Hóa chạm trán trên sân Thống Nhất. Trận đấu này có tính chất cực kỳ quan trọng đối với cuộc đua giành suất trụ hạng. Nếu như Thanh Hóa đã ở vị trí an toàn trên bảng xếp hạng và không bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng, thì Sài Gòn FC đang ở nhóm cầm đèn đỏ. Rất cần có chiến thắng để níu kéo hy vọng ở lại đấu trường V-League mùa sau. Cũng vì tính chất rất quan trọng, quyết định nhiều đến chủ nhân xuất xuống hạng nên trọng tài FIFA Ngô Duy Lân được phân công cầm còi trận này. Cũng phải nói thêm, Thanh Hóa xác định chơi hết mình vì màu cờ sắc áo, cũng như nêu cao tinh thần vì bóng đá đẹp, nên đội khách đã xếp đội hình mạnh nhất có thể để đấu với Sài Gòn FC. Đội bóng xứ Thanh đã làm chủ thế trận nhờ chất lượng đội hình cao hơn và quan trọng là ý chí, sự quyết tâm cao giúp Thanh Hóa chiếm thế thượng phong trước đội chủ nhà. Ở hiệp 1, rất nhiều cơ hội nguy hiểm được Thanh Hóa tạo ra về phía khung thành của Văn Phong. Nhưng sang hiệp 2, đội khách mới có bàn thắng do công của Thành Long. Thế rồi bắt đầu từ đây, rắc rối nảy sinh. Trong tình huống đá phạt hàng rào của Sài Gòn FC, Hữu Sơn sút bóng trúng hàng rào, bật vào tay Trọng Hùng. Tình huống xảy ra trong vòng 16m50 và trọng tài Ngô Duy Lân đã cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền ở phút 87 của trận đấu. Đáng chú ý, thời điểm này Sài Gòn FC đang bị đối thủ dẫn trước 1-0. Các cầu thủ Thanh Hóa phản ứng quyết liệt với quyết định của ông Lân. Giám đốc điều hành Thanh Hóa Cao Hoàng Đức cũng bức xúc và gây sức ép với trọng tài thứ tư. Sau đó, ông Đức nhận thẻ vàng từ ông Lân. Tuy nhiên, trong biên bản của giám sát trọng tài và buổi họp của ban trọng tài VFF sau đó đều xác định quyết định của ông Ngô Duy Lân là sai. Theo ban trọng tài, cầu thủ Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hùng có vung tay khi nhảy lên cản phá pha đá phạt, nhưng đây là phản xạ vung tay bảo vệ cơ thể, chứ không có cố ý dùng tay chơi bóng. Tuy nhiên, Matheo Vieira sút hỏng 11m nên không làm thay đổi kết quả trận đấu. Ban trọng tài cho rằng đây là sai lầm nghiêm trọng của trọng tài, có thể thay đổi kết quả trận đấu nên vua áo đen Ngô Duy Lân sẽ bị treo còi một vòng đấu, đồng nghĩa không làm nhiệm vụ ở vòng 19 V-League 2022. Hẳn các cổ động viên vẫn chưa quên cách đây không lâu, chính ông Lân cũng đã gây ra một sai sót tài đỉnh khi mắc lỗi ở trận đại chiến Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai. Ở phút 33 của trận đấu, Duy Mạnh đã phạm lỗi khiến Bruno bên phía Hoàng Anh Gia Lai ngã trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, trọng tài Ngô Duy Lân không cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai được hưởng quả đá phạt 11m. Đánh giá về tình huống này, ngày 15 tháng 8, ông Dương Văn Hiền, trưởng ban trọng tài VFF cho biết vì tính chất quan trọng của trận đấu, ban trọng tài đã phân công tổ trọng tài FIFA. Tổ trọng tài được đánh giá rất tốt để điều khiển trận đấu này. Từ đầu mùa giải 2022 đến trước trận đấu tại vòng 12 V-League, trọng tài Ngô Duy Lân được phân công điều hành chính 7 trận đấu, một trận làm trọng tài bàn. Các trận đấu được giao cho trọng tài Ngô Duy Lân thực hiện đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Dương Văn Hiền nhấn mạnh, tình huống phút 33 trận Hà Nội Hoàng Anh Gia Lai, trọng tài chính đã có phương pháp trọng tài tốt, ở vị trí có góc quan sát thuận lợi. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, trọng tài chính đã không phát hiện hành vi phạm lỗi của cầu thủ Duy Mạnh, số 28 của Hà Nội FC đối với cầu thủ Bruno của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đây thực sự là sai sót đáng tiếc của trọng tài Ngô Duy Lân. Và chắc chắn ban trọng tài sẽ có hình thức xử phạt đối với sai sót của trọng tài này. Ông Dương Văn Hiền cho biết sai sót của trọng tài được nhắc đến nhiều trong bóng đá, không chỉ ở Việt Nam mà cả nhiều giải đấu lớn trên thế giới. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể dẫn đến sai lầm. Ý thức được tính chất công việc của nghề trọng tài, trước mỗi vòng đấu, ban trọng tài VFF luôn nhấn mạnh tổ trọng tài cần phải tập trung xuyên suốt trong cả quá trình diễn ra trận đấu. Thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo, động viên để tổ trọng tài hoàn thành tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình. Sau mỗi vòng đấu nếu có sự cố xảy ra, ban trọng tài cũng sẽ liên hệ các trọng tài để nắm bắt tình huống, có những phân tích cũng như động viên các trọng tài không ngừng trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được phân công ở các trận đấu tiếp theo. Giám sát trọng tài Lương Thế Tài nhận định trọng tài chính Ngô Duy Lân không hoàn thành nhiệm vụ và chỉ được chấm 7,4 điểm. Trọng tài Ngô Duy Lân đã thừa nhận với trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền
đã sai lầm khi không thổi phạt tình huống Duy Mạnh dẫm lên chân của Bruno Henrique. Lý do là bởi hai cầu thủ đi giày trắng giống nhau mà tình huống lại rất nhanh nên ông đã đưa ra quyết định không chính xác. Cách đây khoảng 2 năm, ông Ngô Di Lân thậm chí được coi như là niềm tự hào của người cầm còi Việt Nam. Đó là khi ông về đích thứ hai tại giải thưởng Fair Play 2019 sau hành động sơ cứu cầu thủ Nguyễn Hùng Thiện Đức ở trận Bình Dương gặp Hà Nội tại vòng 8 V-League 2019. Thiện Đức bất tỉnh sau pha va chạm với tiền đạo Omar. Trọng tài Ngô Di Lân nhanh chóng cho dừng trận đấu và nhanh chóng sơ cứu cho hậu vệ trẻ của Bình Dương khi cầu thủ này có dấu hiệu nuốt lưỡi trong vô thức. Hành động nhanh nhẹn và kịp thời của ông Lân đã giúp Thiện Đức an toàn trước khi được đưa đến bệnh viện điều trị. Còn về chuyên môn cầm còi, không phải tự nhiên mà ông Lân được FIFA trao bằng cấp. Năm 2020 là năm đầu tiên mà ông Lân làm nhiệm vụ với cấp bậc mới và có tên trong danh sách có thể được Liên đoàn bóng đá châu Á mời tham gia điều khiển các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 hay AFC Champions League. Vươn lên đỉnh cao của nghiệp cầm còi bằng tài năng, tâm huyết và đạo đức, nhưng nghề trọng tài chỉ là lựa chọn thứ hai của ông Lân. Sinh ra tại Long An, nơi có đội bóng Đồng Tâm Long An lừng danh của bầu thắng, Ngô Di Lân cũng từng mơ ước vang danh với nghiệp quần đùi áo số. Trong giai đoạn Đồng Tâm Long An thống trị V-League 2005-2006, Lân đang khoác áo đội bóng Long An thi đấu tại giải hạng nhì. Tôi khoác áo đội Long An 5 năm từ 2003 đến 2008, nhưng dính nhiều chấn thương, thành ra chơi bóng không được nhiều. Lúc đó tôi mới quyết tâm chọn hướng đi khác cho cuộc đời với công việc trọng tài. Nhìn lại sự nghiệp đầy thăng trầm của mình, ông Lân nhấn mạnh công việc trọng tài đến với ông như một cái duyên so với những ông vua sân cỏ khác của Việt Nam vốn hay làm giáo viên thể chất hay cán bộ của các trung tâm thể thao địa phương. Ông Ngô Di Lân không có nghề tay trái nào cả. Xuất phát điểm từ nghiệp quần đùi áo số cũng giúp rất nhiều cho ông Lân ở công việc trọng tài. Như ông Lân chia sẻ thì xuất thân là cầu thủ nên có thể nói tôi khá hiểu về trận đấu, cầu thủ, tâm lý của họ để đưa ra các quyết định chính xác hơn. Nói thế để thấy, trình độ chuyên môn của ông Lân có thừa, nhưng những sai lầm nối tiếp nhau đã khiến hình ảnh của ông xấu đi rất nhiều. Hy vọng từ nay về sau, vị vua áo đen đẳng cấp này sẽ thuyên giảm bớt tình hình bắt sai, bắt nhầm. Nếu cần, chúng tôi xin được giới thiệu một vài lọ thuốc nhỏ mắt để ông điều trị mỗi khi nhức mỏi. Cú sút không qua được hàng rào của Hữu Sơn. Quả penalty. Trọng tài Ngô Di Lân đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Là trọng tài Ngô Di Lân cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ đứng trong khu vực hàng rào của đội bóng áo vàng ở tình huống đá phạt vừa rồi của đội chủ nhà Sài Gòn. Cơ hội được trao cho Vieira. Vieira và Thanh Diệp. Không vào! Không vào! Một cơ hội rõ ràng đến như tình huống vừa rồi mà Sài Gòn vẫn không thể có bàn thắng. Vieira vẫn không thể dứt điểm thành công. Thì quả thật mọi chuyện đã ở mức độ có thể nói là cực kỳ khó khăn với Sài Gòn. Cú đá của Vieira rõ ràng là tệ. Vì lực sút không phải là vấn đề ở câu chuyện trong tình huống này.